Hi, xin chào các bạn. Ở video trước chúng ta đã cùng nhau hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng A đến B. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị ra màn hình tam giác số có kích thước n theo mẫu với n lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 9. Thì cái tam giác số nó trông như thế nào? Chúng ta cùng xem nha. Tam giác số nó sẽ trông như thế này nè. Đó. Giả sử nếu bạn nhập vào n là bằng 5, tam giác số nó sẽ là dòng đầu tiên là một số 1. Dòng thứ hai sẽ là 1 2, dòng thứ hai 3 sẽ là 1 2 3. Tức là với dòng n với dòng y á, với dòng thứ y nó sẽ xuất ra y chữ số bắt đầu từ a, bắt đầu từ 1 á cho tới n, cho tới thằng y đó. Thì ở đây nè, y là bằng 1 thì nó xuất ra 1 là dòng thứ nhất. Dòng thứ hai là y bằng 2 đúng không? Thì nó xuất ra là 1 2, tương ứng như vậy. Thì đó là nếu như y của bạn bắt đầu từ 1, nếu y của bạn bắt đầu từ 0 thì chúng ta sẽ phải là bằng y cộng 1. Ok ha, và các đầu vào input khác nhau đã đây. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Đầu tiên chúng ta suy nghĩ, à nếu như vậy thì có phải là chúng ta sẽ phải dùng một cái vòng lặp rõ ràng, phải vòng lặp mới xử lý được. Thì để sử dụng vòng lặp cho các dạng như thế này, mình phải suy nghĩ ra cái công thức. Bây giờ mình thử suy nghĩ công thức nha. 1 nè, 1 nè, 2 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5. Rồi, đây là cái dạng tam giác số mình cần làm nè. Vậy thì công thức xử lý như sao? Nếu như mình cho vòng lặp là bằng y, mình có là n nè, được không? Giả sử n mình nhập vào là bằng 5 thì nó ra tam giác số này. Thì đồng thời ở đây mình có biến y, y là biến chủ vòng lặp chạy á, thì bắt đầu mình cho là bằng không. Đó. Nếu như for y in range là từ 0 cho tới cái thằng n là bằng 5 thì nó sẽ ra như vậy. À, nó sẽ như thế này. Vậy thì lúc này chạy á, thì với mỗi cái con số y như thế này nè, nếu như thuật toán mình chạy giả sử a, mình đơn giản thôi là mình cứ print ra, mình cứ print y ra đi, được chưa? Vòng lặp đi qua 5 lần, chắc chắn phải đi qua 5 lần thì mình in y ra. Nhưng mà nếu in như thế này nó chỉ in ra được là 1 2 3 4 5 thôi. Nhưng nếu bạn để ý bạn sẽ thấy nè, lần đầu tiên in một lần, lần thứ hai phải in 2 lần, lần thứ ba phải in 3 lần, lần thứ tư phải in 4 lần. Vậy có phải là mình phải có tới hai vòng lặp không? Vậy lúc này mình sẽ thêm một cái biến j nữa. Vậy thì giả sử ở đây mình in như thế này. À, vậy thì ở đây mình sẽ phải là đầu tiên là vòng lặp cho y, kế đến là vòng lặp cho z. Với cái vòng lặp cho y á thì mình làm cái gì? Vòng lặp cho z làm cái gì? Vòng lặp cho z á mình sẽ phải có một cái chuỗi, tại vì cái print trong Python nó mỗi lần print xong nó xuống dòng, vậy thì mình sẽ làm cái chuỗi để mình lưu lại. Vậy thì là line, giả sử là line mình cho là bằng khoảng trắng như thế này, khoảng trống như thế này. Được chưa? Hoặc là mặc định line này sẽ là bằng y luôn. Và y đây không phải bằng 0, y là bằng 1, tại bắt đầu cũng là bằng 1 nè. Được không? Hoặc là y bằng 0 cũng chẳng sao cả, tại vì nó không dùng tới. Nhưng mà j đây mình cho là bằng 1 nè. Mình suy nghĩ thử một cái thuật toán như thế này. Ở trong vòng lặp của thằng j á, mình sẽ làm một cái chuyện, đó là line bằng line cộng cho j. Được không? Tư duy đơn giản như vậy thôi, line bằng line cộng j. Thì với j bằng 1 nè, cho tới j chạy tới cái gì? J chạy tới y. J chạy tới y chứ không phải tới n nha. Thì lúc này khi mà mình chạy thử thuật toán tư duy của mình nè, sau khi chạy vòng lặp j xong, mình sẽ làm cái chuyện là mình in ra cái line. À, đây là mình đang viết mã giả và mình đang phân tích cho bạn coi nha, không liên quan tới có thật. Chẳng qua mình sử dụng cái Python, à print là in ra màn hình thì print là print thôi. Đơn giản là vậy, đây là chuỗi thì chuỗi, thế thôi. Thì tư duy nè, n nhập vào là 5, y bắt đầu là bằng 0 nè. Vậy thì y này mình sẽ đi chung với lại cái y đây. Rồi, đây là một vòng lặp y nè. Rồi. Ban đầu mình cho cái line là bằng rỗng nè. Sau đó mình cho j nó chạy từ 1 cho tới y nè. Vậy thì y này nó cũng phải bắt đầu là 1 nè. Chứ nó không không bao giờ chạy được cái line đầu tiên. Đúng không? Rồi. Nó thừa thôi chứ không không chạy được, tại vì nó sẽ còn loop. Ở đây mình sẽ j. Vậy đầu tiên nếu như j mình bằng y mình bằng 1 thì j mình cũng chỉ bằng 1 thôi. Mà j bằng 1 thì line này sẽ là số 1, in là số 1. Sau đó kết thúc kiểm tra thì kết thúc rồi đúng không, tại vì j này lớn hơn hoặc bằng y rồi. Rồi nhảy qua thì y này sẽ tăng lên thành 2, tương tự như vậy mình lượm cái cục này ha, lượm nguyên cục này đi qua cái lần lặp thứ hai. Lúc này y sẽ lên là 2, j lúc này vẫn là 1 vì nó bắt đầu là từ 1. Thì lúc này nè, line lại là bằng 1 đúng không, line bằng line cộng j, line là rỗng thì vô là bằng 1. Sau đó lặp lần thứ hai, lần thứ hai thì j của mình đưa lên lại thành 2, thì lúc này có phải là line bằng line cộng với 2. Mà line đây có số 1 sẵn, suy ra là cái line này có phải là 1, 2 không? Đó, nó ra được 1 với 2 rồi.
Tương tự xong hết vòng lặp này nó lại in cái line ra, in line ra là 1 2 rồi xong lại nhảy lên. À, hợp lý hợp lý, có vẻ đúng rồi đó, tư duy có vẻ đúng rồi đó. À rồi, lúc này nó sẽ ra là 1 2 3 đúng không, thì có phải là tuần tự in ra sẽ ra được đúng không? Rồi vậy thì theo cái tư duy này mình sẽ thử code, theo cái tư duy này mình sẽ thử code xem nó có ra được hay không. Đầu tiên mình sẽ phải input. Hay ha. Rồi input quá dễ, input n chuẩn đúng không? Rồi input đồng thời ép kiểu luôn á, rồi sau đó phải kiểm tra n trong đoạn từ 1 tới 9 thì mới là, nếu như n mà nhỏ hơn 1 hoặc là n mà lớn hơn 9, tức là không thỏa mãn thì mình print ra thôi. Print cái gì? Vui lòng nhập giá trị từ 1 tới 9. Rồi, đó. Còn ngược lại nếu đã thỏa mãn rồi chúng ta làm cái gì? Else. Làm cái chuyện là làm vòng lặp thứ nhất. Cho y in range. Range này nó sẽ là từ 1 cho tới n cộng 1 đúng không? Thay vì từ 0 thì từ 1. Thì đây có phải là vòng lặp dành cho y đúng không? Sau đó thêm một vòng lặp dành cho z in range. Range này sẽ từ đâu? Range này từ 1 cho tới thằng y cộng 1. Đúng không? Có phải tư duy thực tế của mình lúc nãy là vậy không? Là z chạy tới y thôi. Đó, thì với mỗi lần như vậy chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ làm một cái biến. À, ở đây chúng ta làm một cái biến là line bằng empty nè. Đó. Rồi từ đây di vô xong rồi like bằng like cộng cho gì, đúng chưa, like bằng like cộng gì, ok ha. Rồi sau khi vòng lặp này xong, trong vòng lặp y mình sẽ làm cái chuyện là mình print ra màn hình, print ra màn hình là cái like của chúng ta. Rồi thử cái 5, chết rồi, có lỗi, không thể concatenate giỏ string to string. À, tức là thằng này đang là in nè, z đang là in nè, mà cộng như vậy cộng không được nè, nó không có hiểu được chưa. Tức là hai thằng này là không có cùng kỹ dữ liệu cho nên ép không có được, không có cộng cái này được. Thì với cái kiểu mà kiểu kiểu chuỗi với số, nếu như bạn muốn cộng một cái chuỗi với một số trong Python thì chúng ta làm sao? Thì trong Python chúng ta không thể cộng chuỗi bình thường như thế này được, như các ngôn ngữ khác, có nhiều ngôn ngữ khác làm được chuyện như thế này. Python chúng ta sẽ phải dùng một cái gọi là format. Thì làm sao nè, làm đây nè, mình sẽ làm một cái chuỗi vô, cái này sẽ là vị trí cho line, đằng nào nó cũng phải có dấu cách đúng không, cho thằng nữa chấm format đúng không, chúng ta dùng format quá nhiều rồi, chúng ta quen rồi, đó là xong, ok ha. Chạy lại thử nha, dùng format để mình nối chuỗi á, ở đây mình điền 5 vào, thấy chưa. Có phải là cái tư duy của mình phân tích ra như thế nào mình có y xì như vậy không? Và nó chạy đúng nè. Chạy không sai một ly nào luôn. Ok ha. Rồi, thì đây là cái bài giải của mình khi mình đọc đề vào mình giải. Ở website bạn sẽ thấy một đoạn code khác. Thì cái này mình sẽ để lại. Khi nếu bạn nào mà xem cái video á, thì bạn sẽ biết là à, có cách code như vậy. Mình sẽ bình luận luôn ha. Mình sẽ bình luận luôn tại website. Để bạn nào vào cái bài nè, đây, nếu bạn nào vào bài này thì bạn có thể xuống phần bình luận để bạn xem, mình cũng làm tương tự như vậy, mình làm bình luận ở đây. Đây là cách giải của riêng mình, được chưa? Rồi, đó. Còn cách giải trên web sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ chạy thử cách giải trên web để cho các bạn xem. Ok ha, chúng ta không hề mất đi đoạn code nào hết. Rồi, giả sử đây mình sẽ lấy cái đoạn code giải trên web và mình phân tích ra cho mọi người coi. Ok. Ở đây nè, ở đây chúng ta thấy có khối try về set nè. Thì chúng ta không bận tâm, chỉ biết nó là xử lý ngoại lệ thôi. Bây giờ chúng ta bận tâm tới khối này, được chưa? Bắt đầu xử lý nha. Ở đây đầu tiên vẫn là input vào bình thường nè, kiểm tra bình thường nè, mọi thứ vẫn bình thường, hai vòng lặp bình thường nè. Nhưng ở đây nó khác một xíu xíu thôi, là nó print ở đây là print cái z ra. Ở đây thay vì là mình dùng y và z thì code mẫu sử dụng là hàng và cột, chỉ vậy thôi, không khác gì. Nhưng mà nó dùng một thủ thuật khác, nó không dùng một line để xuống dòng, mà nó dùng hàm print thêm cái end vào. End của nó thay vì mặc định là xuống dòng thì bây giờ end của nó mặc định sẽ là dấu cách. À, được không? Tức là nó sẽ in cái cột ra thêm dấu cách vào, in cái cột ra thêm dấu cách vào, sau đó nó lại in xuống dòng. Đó, đây là một thủ thuật khác để cho bạn biết được cả hai cách sử dụng nha. Rồi mình thử nè, chạy số 5 vào. Thấy chưa? Hai cách đều ra được.
Bạn thích cách nào thì bạn dùng cách đó. Mỗi cách sẽ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Cách của mình thì mình tạo ra một biến, mỗi biến nó tương ứng với một cái dòng mà mình sử dụng. Cách này thì nó tận dụng được cái hàm print, không cần tạo thêm biến nữa. Ok ha, hay đúng không? Đó, vậy là bài này đơn giản vậy thôi. Mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà in ra cái tam giác số. Ở bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị ra màn hình tam giác số với kích thước n theo mẫu, nhưng nó là phần 2. Phần 2 nha, phần 2 trông như thế nào? Trông như thế này. Đó, bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn. Ok ha? Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn.